Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với tựa game đảo kho báu này mà. Thì hiện tại giờ là mình vừa mới nhập xong cái gift code mà cái buổi livestream hôm nay là Usopp gửi anh em. Đó, anh em chịu khó rảnh lên đây mình chơi, mình xem livestream này kia, mình nhận mấy cái phần thưởng gift code này kia nha anh em. Đó, Usopp khá là uy tín. Đó, vừa mới xem livestream xong mà phát gift code tặng ngay giờ luôn. Đó, thì mình nhận hết full bạc tại cái này, gift code này mình không thể nào mình share được tại vì cái gift code này nó bị che mất anh em, nó bị che mất một phần rồi cho nên là mình chỉ có thể nhập trực tiếp vào cái ID của cái game mình thôi, cho nên là mình không có share được anh em. Đó, vì vậy anh em chịu khó rảnh canh ở trên fanpage, giờ nào có thông báo tối livestream hay ở trên group đó, thông báo buổi tối có livestream thì anh em lên xem nha anh em. Rồi ok, quay trở lại với tựa game đảo kho báu thôi. Thì đây là cái phần thưởng nè, đây bia cổ ngọc với lại ngọc nè, khá là ngon anh em. Anh em chịu khó lên xem livestream mà đợi tới cuối livestream là AD Usopp phát code này kia là vô nhận ra nha anh em. Rồi ok, bây giờ sẽ quay trở lại với tựa game đi. Thì nghe nói là ngày mai nó sẽ ra một ắc có sự kiện lớn mà không biết cái sự kiện này là sự kiện gì nữa. Nãy nghe Phong Phanh ở trên cái group ở trên buổi livestream Usopp nói là cái phần mà phần thưởng là cái God Talent vậy đó anh em. Đó, anh em hình như là cái đợt đó hình như là cái cho mình bầu chọn là năng khiếu anh em, như là ca hát, thổi kèn, vẽ thì múa này kia, nhảy nhót gì đó, thì anh em chọn gọi là cái gì đó, cái đó gọi là cái lấy góp ý, ý lấy ý kiến, mà anh em chọn ý kiến rồi đó thì anh em sẽ thi cái phần thi đó. Anh em quay video và anh em up lên group để cho mọi người lên bình luận này kia, nếu mà nó hấp dẫn này kia thì anh em sẽ được phần thưởng này kia đó anh em. Ok, đó thì chắc là cái phần thưởng này là như vậy anh em, nghe nói là như là tới ba con Sanji thì phải, 999 bia, 999 đá đột phá như là không phải anh em. Hình như là nghe nói là phần thưởng là gì, nãy mình quên mất tiêu rồi. Đó, thì ngày mai nó ra, đúng rồi, ngày mai nó ra mắt thì nó sẽ ấy, clip này mình sẽ quay trước nha anh em, sáng mai mình sẽ up lên mình chia sẻ cho anh em sau. Đó, thì anh em chịu khó cho chờ đón xem nha anh em. Thì tối nay Việt Nam đá với ổ lộn thằng Bồ Đào Nha đá với Pháp nữa, không biết anh em nào thích coi không. Đó, thích coi thì xem đỡ thằng nào nó về bờ anh em. Rồi ok, ta mình sẽ quay trở lại với cái game đảo kho báu đi. Đây, hiện tại bây giờ là mình được nhiêu cái bong bóng rồi ta. À quên nữa, mình sẽ review cái gift code, gift code gì ta, gift code này là cái gift code gì mình quên mất tiêu rồi, để mình lên xem thử đây. Gift code này là gift code livestream ngày 19 tháng 6 anh em. Gift code này là mình có thể share được nè, mình có tới hai cái lần cho nên là mình sẽ nhập một cái mình xem thử nó có cái gì và mình sẽ share cho anh em nha anh em. Usopp khá là uy tín anh em, anh em chỉ cần lên xem livestream là có gift code thôi. Còn cái gift code ngày 23 này không có share được cho nên là mình không share được nha anh em. Mình chỉ share được cái gift code ngày 19 thôi. Đó, vì vậy mà đây 500 ngọc và 4 thùng bia anh em. Đó, ok. Bây giờ mình còn dư là một cái gift code để mình xem cái gift code bên kia là cái gì. Đâu, để mình xem cái gift code bên kia là cái gì. Đó, anh em nào nhanh tay nhập được thì lấy nha anh em. Đây, cái gift code bên kia là S4EC51538D. Đó, anh em nhập giống như cái cú pháp hồi nãy của mình nha. Đó, anh em nào nhập nhanh thì lấy cái gift code này nha anh em. 45 thùng bia với lại 500 ngọc này mình vừa mới nhập xong đó. Đó, còn dư một cái mình tặng cho anh em. Anh em chịu khó canh me AD thông báo là livestream này kia anh em lên xem để mà kiếm gift code nè. Đồ kia rồi, đó khá là ngon, hoàn toàn miễn phí anh em, chỉ cần việc xem thôi. Việc của anh em là xem và đợi AD phát code thôi. Đó, rất là ngon lành anh em. Không có gì mà miễn phí đã như vậy hết. Đó, miễn phí hoàn toàn, chỉ có việc xem. Để mình xem còn cái gì để mà làm đúng không ta. Tại bây giờ là mình hồi chiều nhìn lộn ở trong cái clip mình nhìn lộn là thằng này đằng nào mình đếm số anh em lên inbox trên fanpage cười xỉu luôn nè. Rồi ok, vô quần đảo rồi có ai để quýnh không. Ui ông này nhiêu đây, 43 tỷ lực chiến. Rồi ok, xúc luôn em. Đó, clip này chủ yếu mình share cái gift code cho anh em với lại vô mình đi quýnh này kia rồi cho anh em xem thôi. Đó, số anh em hỏi up đồ này kia, lát xíu nữa mình sẽ ra mình chia sẻ đồ, như là chiều có anh em hỏi cái đồ của con gáp, lát xíu mình ra mình sẽ cho anh em xem.
mình để cho anh em xem cái đồ của con Gáp lên như thế nào với đồ của con ai luôn. Chiều cũng có một số anh em hỏi đồ của con ai nữa. Ok, đó, quýnh xong rồi. Nói chung là cũng khá là dễ dàng anh em. Rồi bên kia có skin con ai nhìn đẹp đó, đó, ngon lành củ hành. Rồi ok, đây bây giờ mình sẽ vô mình show đồ cho anh em xem đây. Đồ đầu tiên là đồ của con ai đi. Con ai hiện tại giờ nghe số anh em kêu là nên up cái vũ khí của con ai thôi nha, up sao cái vũ khí của con ai thôi, còn mấy cái trang bị này kia thì, khỏi cũng được. Giờ còn cái con Gáp thì dồn up trang bị này kia cho nó cứng lên nè. Đây quần áo hình như là khỏi kêu khỏi up cái nón, chỉ up cái áo với cái váy thôi. Áo với cái váy chủ yếu để lấy máu, còn cái áo là để tăng giảm sát thương, giảm sát thương vật lý phải nhận 70% luôn, tăng thủ vật lý thêm 35.630 nữa đó. Thì còn cái dòng đúc là dòng đúc tốc độ công, hồi công, xác suất né với lại bị không giảm sĩ khí nè. Toàn bộ tất cả đều up bốn cái dòng nha anh em, tốc độ công, hồi công, xuất né và giảm sĩ bị không giảm sĩ khí. Chát quỷ cũng vậy luôn đó, bị không giảm sĩ khí nè, tốc độ công, hồi công nè đó. Đến này thì nó không có né nha anh em, cái chát quỷ nó không có dòng né cho nên là anh em không có đúc được. Còn cái hình xăm thì hình sử dụng cái hình xăm này đó, tăng 100% trị thương cho tướng được hưởng này đó, anh em đeo cái này vô. Và đặc biệt là thêm cái thằng binh của con Gáp. Đây, thằng binh của con Gáp là nó sẽ chi viện giảm sát thương phải nhận thêm 21% nữa. Còn mở ngoặc là 23 thì là giờ biết là mình tăng sao nó lên là nó sẽ lên 23% ta. Hiện tại bây giờ là không có đủ nguyên liệu để tăng sao nè, hết rồi. Để mình xem thử bên mấy này. Đây con Sanji đây, tăng sát thương khi công thêm 29% nữa. Mở ngoặc ra 31 là không biết cái gì, hay là lên cấp là thế lên 31, chắc là vậy quá anh em. Đó, nó tăng là mỗi lần lên 2% ha. Còn đây là cái thằng binh của con A nè, tăng sát thương khi công 21% nữa. Đó, một sao là 21%. Đây, đó đúng rồi, một sao là 21%, khi anh em đúp sao lên là lên 23% rồi nè. Đấy, giảm sát thương khi nhận Gáp cho nên là khá là trâu bò. Đấy, thằng binh của con Nami God không phép. Thằng binh của LPG cũng là giảm sát thương phải nhận luôn. Đây thằng binh màu vàng thì nó chỉ có cộng có 13% thôi, giảm 13% thôi, nó vẫn lên 2% giống như là cái kia đó. Up lên sau nó sẽ lên được 15% rồi nè. Thì cái dòng đúc của con LPG này nó cũng y, mình nói nên thay cái bộ này qua cho con thôi, con Gáp nó trâu bò hơn rồi, mặc cái bộ này cho con LPG đi. Còn cái bộ bên con Gáp thì sau này mình có đá đột phá mình sau này mình sẽ đúc sau đó. Để mình tham gia xong cái sự kiện tam qua rồi, xong cái sự kiện mà dòng quay vô tặng đó, thì có số nguyên liệu này kia thì mình sẽ đập nó vô sau. Rồi bây giờ mình tạm thời mình chỉ để như vậy đi đó. Còn cái dòng đúc thì anh em lựa cái dòng tiên phong nè, dành cho tướng tiên phong nè, thủ vật lý, công vật lý và công vật lý luôn đi đó. Thấy cái dòng thủ vật lý cho nó ngon xíu nè. Đây chú Linh lên. Thì còn số anh em thì có hỏi mình là chuyện từ cái hình xăm 7 sao qua hình xăm 7 sao khác, ở hình xăm khác thì nó còn cái mấy cái dòng này không, thì nó vẫn còn nguyên, nó vẫn đi theo cái hình xăm luôn nha đó. Anh em chuyển qua thì nó vẫn đi theo mấy cái dòng này luôn, cho nên nó không có bị mắc. Vì vậy anh em cứ chú Linh thoải mái đó, chú Linh thoải mái luôn cho nên là nó không có bị mắc nha. Rồi ok, để mình xem thử còn cái gì để mà chia sẻ với anh em đâu. Thì anh em nếu mà có thắc mắc gì đó cứ đặt câu hỏi ở dưới phần bình luận nha anh em. Đây thì mấy con này đồ đạt nó cũng na ná nhau hết. Thì chỉ có mỗi con Sanji là mình sẽ đeo cái trái quỷ Gomu thôi, còn lại là mình đeo trái quỷ Akainu hết luôn. Thì cái trái quỷ Akainu này nó bị nó có khả năng là khóa, như là khóa sĩ khí bên kia nè, 8 giây đó, đeo 4 con rồi mà không biết rồi nè. Nó có cộng dồn lên là 8 lần 4 là 32 không nữa. Đây đó, nếu mà được 32 thì ngon ha. Mình cũng không có để ý được cái này, tại vì nó cũng không có, mình không có xem được cái ống nổ bên Reddit cho nên là không biết được anh em. Để vô xem trong bạn bè thứ ấy, bạn bè có ai ngon ngon không. Ông này có 1.1 tỷ à, tỷ à. Ôi Goliza vậy nè, 28 tỷ à. Có ai ngon ngon hơn không ta. Ôi lỗi kết nối này bị điệt ra nữa anh em. Đó, lâu lâu nó lại bị văng rồi đấy, nó bị tình trạng là liên tục anh em. Đó, số anh em cũng bị lên comment này kia cũng có nói là nó bị liên tục luôn. Đây qua này không có thấy bán ngoại trang rồi anh em, hiện tại bây giờ còn thiếu ngoại trang nè. Đây
giờ còn dư khá là nhiều kim cương luôn. Có ngoại trang mình sẽ mua sẵn review cho anh em xem, số anh em kêu review rồi thì mình cũng chưa có sở hữu ngoại trang cho nên cũng chưa có review được cho anh em xem. Chừng nào mà có ngoại trang đó mình sẽ review cho anh em xem nha. Ok, để xem, để hiện tại giờ còn cái ngoại trang con Luffy Gear 4 nè. Đó, để mình xem để còn cái gì để phá. Rồi quá trời ba cái hộp binh phù cao cấp nhóc mà. Để coi còn cái gì để mà làm nữa không ta. Lễ Tết. Ê, ủa, có bán cái vé nè anh em. Có bán cái vé nè. À, cái vé này mình có thể mua trực tiếp ở trong này luôn nè. Đây, mua trực tiếp ở trong này luôn. Đây, một kim cương là được một cái vé này nha anh em. Hồi chiều là có anh em hỏi là cái sự kiện, sự kiện đua top này, cái điểm này lấy ở đâu, thì cái điểm này là phải nạp nha. Một kim cương là bằng một cái điểm này đó, 1920 là tương đương với 1920 kim cương đó anh em. Đó, anh em nạp càng nhiều vô thì cái số điểm nó sẽ càng cao lên anh em. Đó, rồi ok đó, thì anh em chịu khó hàng ngày hai ba ngày đó thì AD Usopp sẽ like một lần gì đó anh em. Anh em chịu khó lên canh thì xem mà nhận gift code này kia khá là ngon lành anh em. Mấy anh em nông dân thì chịu khó lên săn gift code cho nó nha. Đó, thì lâu lâu mình săn lên mà có gift code ngon này kia mình sẽ chia sẻ anh em đó. Còn cái gift code này là mình còn dư, mình săn dư nè, săn dư cho anh em mà mình hôm bữa mình gửi tới ba cái mail lần mà chỉ gửi mình chỉ nhận được hai cái mail thôi, cho nên là mình còn dư một cái mình gửi cho anh em. Anh em nào chưa có thì nhập vô nha anh em. Đó, rồi ok mình sẽ kết thúc clip đây thôi. Anh em xem clip nhớ cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực thêm nhiều clip hay hơn cho anh em xem nha anh em. Và đừng quên để lại đóng góp ý kiến của anh em dưới phần bình luận nha. Mình sẽ tiếp thu ý kiến của anh em và cho ra những clip hay hơn. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều, tạm biệt anh em. Bye anh em.